Kính chào bà con, ngày hôm nay thấy tiếp tục cập nhật những thông tin giá mủ từ bà con chia sẻ về thì cũng ít thôi, tại vì mưa gió rất nhiều nên bà con không có cạo mủ được. Thì hiện tại nếu mà những cái lô cao su già đó bà con không có dán máng được thì khi nào mưa thì mình cạo trưa, thế cũng như các anh em cạo mủ hành lý á. Cứ là mưa thì canh miệng kéo cạo trưa, cạo có khi 9-10 giờ cạo vẫn có mủ. Còn những ngày khô ráo thì tận dụng cạo miệng đục để dành miệng kéo cho những ngày mưa gió. Thì giá mủ mà bà con chia sẻ cũng như thế cũng có bán như của ngày hôm nay như sau. Đầu tiên thì ở công ty cao su Phú Riềng, mũ nước là 280 đồng trên một độ, công ty cao su Phước Hòa mũ nước là 275 đồng trên một độ, giảm 5 đồng so với trước đó. Công ty cao su Mang Giang thuộc huyện Đắk Đoa tỉnh Gia Lai, hiện giờ mũ nước là 220 đồng trên một độ, giảm 5 đồng so với trước đó, và mũ nước theo giá ưu đãi là 230 đồng trên một độ, giảm 5 đồng so với trước đó. Còn mũ đông tạp loại 1 dạng mũ khô, mũ thành phẩm là 25 triệu 750 ngàn đồng trên một tấn. Mũ đông tạp loại 2 là 25 triệu 250 ngàn đồng trên một tấn. Ở công ty cao su Bình Long thì vẫn giữ nguyên mức giá là mũ nước thu mua tại xí nghiệp là 269 đồng trên một độ, tại nông trường là 259 đồng trên một độ, mũ chén là 14.000 đồng trên một ký. Còn giá mủ thế giới thì ngày hôm nay giá mủ giao ngay kỳ hạn 3 tháng là 132,4 yên trên 1 kg. Còn giá mủ ở các nơi các anh chị có chia sẻ như là ở An Nhân Tây, Củ Chi hoặc thành phố Hồ Chí Minh thì giá mủ cũng giảm từ mức 270, giảm riết xuống còn 255 đồng trên một độ ở An Nhân Tây, Củ Chi hoặc thành phố Hồ Chí Minh, anh Tuấn chia sẻ với bà con. Ở Long Thành, Đồng Nai thì hiện giờ anh bạn Tuấn có cạo mủ hành lý ở đây và có chia sẻ mủ nước là bạn bán được với giá là 243 đồng trên một độ. Còn đó là giá những của bà con tiểu thương, còn ở công ty thì là 251 đồng trên một độ ở khu vực Long Thành, Đồng Nai. Nếu mà giá ở công ty, còn ở bà con tiểu thương thì 243 đồng trên một độ ở khu vực Long Thành, Đồng Nai. Ở thị xã Chiên Thành, cụ thể là ở Nha Bích thì hiện giờ mũ nước là 255 đồng trên một độ, mũ đông chén đến đông chén bán liền trong ngày là 11.500 đồng trên một ký. Ở Phú Yên thì anh em Phạm cũng đã cạo mủ rồi và anh có cập nhật giá là 265 đồng trên một độ, mũ chén là 12.000 đồng trên một ký. Ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh thì vẫn giữ mức là 265 đồng trên một độ. Ở Bến Cát, Bình Dương thì anh Hiền Lê có chia sẻ cách đây một ngày thì ở khu vực thị xã Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, mũ nước là 250 đồng trên một độ, mũ chén là 11.000 đồng trên một ký. Đó là những cái giá mà ngày hôm nay thấy cập nhật được và chia sẻ gửi đến tất cả bà con. Bà con thấy là giá cũng rất ít ha, tại vì mưa nhiều. Bà con có cạo mủ được thì mới chia sẻ cái giá thực về, thế mới có những cái thông tin. Thì cảm ơn bà con đã ủng hộ chia sẻ giá, thì cũng mong bà con tiếp tục chia sẻ để bà con vào xem được nắm giá ha. Video đến đây thế cũng xin phép kết thúc và chúc bà con một ngày tốt lành. Nhiều sức khỏe và xin chào.